bồn nhựa nguyên sinh 1000 lít. Bồn dày 3 lớp luôn mọi người. Rất đẹp. Có thông số 1000 lít luôn. Này thì nó có chiều ngang cỡ 98 gần 1 mét. Chiều cao cũng cả đến lên đến miệng đây khoảng 1 mét 1 mét mốt, còn chiều dài cũng 1 mét 3 5 phân ạ, 1 mét 3 5 phân, 1 mét 4. Đó, xung quanh cái bồn nhựa 1000 lít nhựa nguyên sinh được bảo hành 12 đến 15 năm, rất dày rất đẹp mọi người ha. Đó, đây là bên trong mọi người ạ. Bồn mới thì chưa khoan lỗ, chưa sử dụng luôn, nó chỉ bị bụi thôi mọi người ha. Đây là những cái bụi này. Rồi em chào mọi người mình. Ai mình cần sử dụng cái bồn nước nhựa 1000 lít được bảo hành từ 10 đến 12 đến 15 năm thì vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại 0939636360. Cái hàng này ở trên thị trường họ đang bán 2,7 triệu, 2,8 triệu, nhưng bên em thanh lý với giá có 2,1 triệu. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mua được hàng mọi người ha. Còn ở các tỉnh thì mình phải chịu thêm phí vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh của mình. Rồi em chào mọi người nha. Mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Những cái bồn nước bên em thanh lý đủ loại kích cỡ, bồn nhựa, bồn inox vẫn được bảo hành cho mình xài bình thường. Mình cần mua bồn chất lượng, giá rẻ thì hãy vui lòng liên hệ bên em. Rồi tạm biệt mọi người.